nữ giám đốc 36 tuổi đăng quang Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022. Nguyễn Thị Bích Hạnh, nữ doanh nhân đến từ Ninh Thuận xuất sắc vượt qua 24 đối thủ để giành được chiếc vương miện danh giá. Đêm chung kết Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 vừa diễn ra với màn tranh tài của 25 người đẹp tại thành phố Hồ Chí Minh. Giám khảo trong đêm chung kết gồm những gương mặt uy tín, nổi bật ở nhiều lĩnh vực như nhà báo Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, Hoa hậu Đền Hùng Giáng My, siêu mẫu, Á hậu Hoàng Thùy, diễn viên, doanh nhân Diệp Lâm Anh, ca sĩ, doanh nhân Lâm Khánh Chi. Kết quả chung cuộc, nữ doanh nhân Nguyễn Bích Hạnh đăng quang. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Đức Hạnh và Vũ Phương Dung được xướng tên cho danh hiệu Á hậu 2. Sinh năm 1986, Nguyễn Thị Bích Hạnh là doanh nhân có tiếng tại Ninh Thuận khi làm giám đốc hai công ty lớn về xây dựng. Ngay từ vòng sơ khảo, cô đã là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu khi sở hữu một gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m70, số đo 3 vòng 90, 68, 102cm. Vẻ đẹp của Bích Hạnh được đánh giá hiện đại, phù hợp với các cuộc thi nhan sắc quốc tế. Sau khi lập gia đình, cô vừa làm nội trợ vừa kinh doanh ngành vật liệu xây dựng, đi lên từ những bước kinh doanh nhỏ. Với khả năng nắm bắt thị trường và cơ hội kinh doanh khá nhạy bén, dần dần cô gây dựng sự nghiệp với quy mô lớn hơn. Tuy nhiên, ấp ủ trong mình một mơ ước được cống hiến cho xã hội và nhất là ngành giáo dục, nên cô đã quyết định tham dự cuộc thi nhan sắc Hoa hậu Quý bà Việt Nam để nâng tầm ảnh hưởng của mình, từ đó ước mơ được cống hiến của cô sẽ sớm trở thành hiện thực. Trong suốt thời gian đăng quang, Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 sẽ phải hoàn thành các sứ mệnh về từ thiện, cộng đồng, các hoạt động về môi trường trong nhiệm kỳ 2 năm của mình ở cấp độ quốc gia. Cùng với danh hiệu Nguyễn Thị Bích Hạnh, sẽ chính thức là gương mặt đại diện Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế lớn tại cuộc thi Miss World 2022, Hoa hậu Quý bà Thế giới 2022, được tổ chức tại Mỹ vào tháng 12 năm 2022. Cuộc thi Hoa hậu Quý bà Việt Nam 2022 được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh đồng ý chấp thuận theo giấy phép số 1781/SV/HTT/NT ngày 10 tháng 5 năm 2022. Đây là sân chơi dành riêng cho phụ nữ có độ tuổi từ 26 đến 50 hiện đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Tiêu chí cuộc thi hướng đến là tìm kiếm người phụ nữ Việt tài năng, yêu cái đẹp, lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với môi trường, muốn thử sức mình trên đấu trường quốc tế.